Hegel, Hegel, đây là âm ly Hegel H190, một âm ly rất hay đến từ Na Uy đấy. Mà quý vị các bạn có thể chưa biết nhiều đến thương hiệu Hegel, nhưng thực sự trên thế giới thì Hegel rõ ràng là một tên tuổi lớn và sản phẩm Hegel xuất hiện trên khắp các nước ở trên thế giới. Có thể nói là những cái sản phẩm đến từ châu Âu luôn làm cho chúng ta ấn tượng bởi cái chất âm cũng như cái ngoại hình rất đơn giản. Thì Hegel là một trong những sản phẩm như vậy. Nó đến từ nước Na Uy, là một quốc gia ở châu Âu. Có lẽ chúng ta ít nhiều vẫn còn xa lạ với những cái thương hiệu âm ly đến từ châu Âu như là Na Uy chẳng hạn. Nhưng mà thực sự đây là một thương hiệu nổi tiếng ở trên thế giới với rất nhiều các bài review và được đánh giá cao từ các chuyên gia. Và thực sự là khi tiếp xúc với âm ly Hegel, mình thấy rằng là hình thức thì cực kỳ đơn giản và nó được gia công thì rất là tốt và rất là tinh tế. Nhưng mà cái hình thức này có lẽ là nó quá đỗi đơn giản và nó có một cái gì đó là mình nghĩ đến cái ngôn ngữ thiết kế của Goldmull khi chúng ta có được một cái giao diện rất là cân xứng với hai cái núm xoay, núm bên trái là nút chỉnh nguồn vào và nút bên phải là nút chỉnh volume. Chúng ta có một cái mặt đồng hồ rất là dễ nhìn ở phía trước và cái biểu tượng Hegel rất là lớn ở đây, và phần bên này là phần lỗ cắm headphone dạng jack là 6,3 mm. Chúng ta có thể xoay đây để lựa chọn các cái đường kết nối. Và cái đặc điểm mà làm nên cái chất lượng của chiếc âm ly này là nó có cái chỉ số damping factor vượt trên mức 4.000. Thì đây là một cái chỉ số mà theo hãng nó sẽ quyết định tới cái khả năng kéo loa rất là nhiều. Và với cái chỉ số đó, nó có thể kéo được rất nhiều các đôi loa hi-fi cao cấp cho tới 2N ở trên thị trường hiện nay. Và cái mức công suất của nó là 150W mỗi kênh ở chứa kháng 8 ohm, cộng với thêm cái chỉ số damping factor như vậy, nó có thể là một cái đối tác rất tốt với rất nhiều đôi loa châu Âu, có thể đến từ Đan Mạch, Pháp hoặc là Anh, thậm chí là Mỹ. Và ngoài ra là đây, cái chiếc âm ly này nó có thể cho phép kéo tải xuống được tới 2 ohm, rất là đặc biệt. Với một cái âm ly có thể kéo tải được xuống tới 2 ohm thì có nghĩa là nó có thể đánh cực kỳ tốt rất nhiều đôi loa 4 ohm hiện nay. Và đây cũng là một cái âm ly có rất nhiều linh kiện tốt. Chúng ta có thể quan sát được ngay qua cái phần lỗ tản nhiệt này là chúng ta có được một cái biến áp rất là lớn, hình xuyến, và rất nhiều các linh kiện ở phía bên trong được sắp xếp rất là thoáng đãng và rất là không hề rườm rà, đúng chất kiểu âm ly châu Âu. Trông rất là gọn gàng, không hề rườm rà nhưng chất lượng âm thanh thì cực kỳ tốt và nó có một cái chất âm nghe rất là sang. Và để khẳng định cho cái năng lực kéo loa của chiếc âm ly Hegel này thì trong buổi phối ghép ngày hôm nay mình sử dụng loa Dinaudio. Loa Dinaudio là loa rất nổi tiếng đến từ hãng Dinaudio của Đan Mạch, là loa Dinaudio Evoque 30. Đây là một cái đôi loa thế hệ mới nằm trong Evoque series. Loa Dinaudio thì cũng nổi tiếng là loa khó kéo, và loa Dinaudio thường có chứa kháng 4 ohm và có độ nhạy không hề cao. Chính vì vậy mà nó sẽ là một cái phép thử cho âm ly Hegel H190 ngày hôm nay. Chúng ta có đây là một cái đôi loa cột với một cái hình thức trông tương đối nhỏ nhắn, nhưng mà thực sự nó có âm thanh rất là hay đấy. Và một lát nữa quý vị các bạn sẽ bất ngờ về hiệu năng trình diễn của bộ đôi này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với mặt sau của sản phẩm và nghe thử. Chúng ta hãy cùng điểm qua những cái giao tiếp đằng sau chiếc âm ly này. Ở đây chúng ta có những cái đường kết nối cơ bản như là hai đường analog 1-2 sử dụng jack RCA dạng bông sen. Chúng ta có cái đường ba lăng input là cái đường chất lượng rất là tốt. Và chúng ta có những cái đường ra như là fix và variable. Variable là chúng ta có thể kiểm soát được âm lượng, fix thì là tối đa. Chúng ta có thể kết nối được duy nhất là một đôi loa vào đường đây, left right. Chúng ta ở đây cái điểm nhấn mạnh là chúng ta có đến 6 đường digital input, một đường coaxial đồng trục, 3 đường quang, một đường USB và một đường network. Nếu như chúng ta muốn khai thác nhạc tốt nhất thì chúng ta sẽ kết nối vào đường USB. Chúng ta có thể sử dụng cái giải mã chất lượng cao ở bên trong để khai thác cho những cái file nhạc số lossless độ phân giải rất cao, hoặc là DSD. Nhưng mà cái đường hay nhất mà mình thấy rất là lý thú từ cái chiếc âm ly này đó là đường network. Chúng ta ở đây có cái giao thức là DLNA và AirPlay để có thể stream nhạc với chất lượng rất cao từ các cái dịch vụ nhạc trực tuyến khác nhau mà support những cái giao thức này. Và cái giao thức DLNA là một cái giao thức đơn giản và cho cái chất lượng hiệu quả âm nhạc rất là tốt và vượt trội so với cái dạng là Bluetooth truyền thống. Và không để các bạn đợi lâu hơn, chúng ta sẽ triển khai âm nhạc với cái đường network này.
cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lòng, rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng. Hà Nội chờ đón ta đêm tân xuân, hồ gươm như say mê, chuông reo ngân ngọc sơn sao uy nghi, ngàn phía đến lễ đền chạy lòng tôi nhớ đến. triệu đồng thì âm ly Hegel H190 thực sự là một trong những cái đối thủ đáng gờm hiện nay. Mình không khẳng định nó là âm ly hay nhất trong tầm giá vì thực sự có quá nhiều âm ly hay tại mức giá này, nhưng với những cái gì mà nó thể hiện và với những gì mà Hải Sơn được trải nghiệm trong cái buổi tiếp xúc ngày hôm nay với chiếc âm ly này thì thực sự mình vẫn khẳng định đây là một trong những âm ly hay và nó sẽ thực sự là một đối thủ lớn ở trong tầm giá với rất nhiều âm ly châu Âu khác nhau. Và quý vị các bạn nếu có hứng thú với thương hiệu này hay muốn tìm hiểu thêm về thương hiệu Hegel, cụ thể là chiếc âm ly Hegel H190 thì hãy điện ngay đến số hotline hoặc tham khảo web của Thiên Hà Audio. Và hãy nhớ đến Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 phố Thái Hà Nội. Và nếu thấy clip hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.